Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cây cảnh chợ hàng. Thì hôm nay trang trại chúng tôi đang dọn vườn, thế nên là đang gọi là dọn vườn nhưng thực ra là sắp xếp lại cái khu vườn, thế nên cũng rất là bận. Thì em xin phép quay một số cái cây bonsai hoa giấy, hoa sứ lên cho các bác chiêm ngưỡng nhé. Em sẽ đảo một vòng cái này cho các bác xem này. Đây là một cây sứ này. Cây sứ này thì bên em đã lên rất là nhiều năm rồi. Đây cái phần vỏ củ này, cái vết cắt các bác nhìn này, cái vết cắt này, đấy, vết cắt nó đã rất là lâu rồi, liền ra lại rồi, liền sẹo rồi đó. Đây là lá già, lá sứ già bỏ này. Sứ này thì kể cả vận chuyển các bác con nhổ lên để khô rất là lâu cũng không bao giờ bị ảnh hưởng gì cả. Cây sứ này thì có giá cây không là 700.000, mã số S9, cái chậu là 300.000. Nếu mà các bác nào ở khu vực ở miền từ Thanh Hóa cho đến miền Bắc thì có thể chuyển vào xe khách thì lấy chậu sẽ dễ hơn, còn các bác ở trong Nam thì có lẽ là ưu tiên là chuyển không chậu. Đây, quay một quay chậm chậm cho các bác nhìn nhé. Cái bàn xoay này của em có đường kính là 35 phân, xuya cái chậu này nó phải được 40-45 phân. Chậu chiều tán ngang được 45 phân, chiều cao cây được khoảng 50 phân. Đó, được cho các bác xem. Cây này có giá trị là 700.000 nhé, cộng với lại 300.000 chậu các bác ạ. Đó, em lên tiếp một cây nữa nhé. Hôm nay thì nhà vườn bận quá nên chỉ có một mình em quay thôi, chứ không có thêm người hỗ trợ. Đây, tiếp theo rồi, đây một cây mã số S4 giá 500.000. Đây, các cái cây sứ này thì đều làm rất lâu rồi đây. Đây là cái trời mưa này nên là cái gọi là thối ngọn ấy. Ngọn mới ra nhưng mà nó đã liền sẹo các thứ rồi đây. Đấy. Dễ nổi này, cây này mã số S1 giá 500.000 nhé các bác nhá. Đây. Cây chậm chậm các bác, đây cái vết cắt cũng rất là lâu rồi. Đó. Đây, thực ra cái tay này mình cắt đây cái cành rất là mập nhá các bác nhá, phải gần bằng ngón trỏ em là ngón trỏ to nhá. Thì như thế này các bác muốn xén tán thì xén ở đây, sau đó là bón bổ sung đất vào để cho nó mầm nó mọc ra, tay chi nó mọc ra. Chứ ví dụ các bác cắt để nó mọc dăm ấy mà các bác không bón ấy thì nó không đủ lực, nó mọc ra chỉ được 2 nhánh hoặc 1 nhánh thì rất là chán. Mình cắt một nó phải mọc ra được 4-5 nhánh chùm ra thì nó tròn. Đấy, cái này mã số S1 giá 500.000 nhá. Đây em sẽ lên một số cái cây, đây một cây dáng thác đổ này, rất nhiều bác thích cái dáng thác đổ. Cây này có mã số là S8 giá cây này mã số S8 giá bao nhiêu, 400.000 các bạn. Đó, đây cỏ còn mọc nguyên, đây vẫn còn rất nhiều cỏ ở trong cây, vườn bận chưa kịp làm. Đây dáng đây gọi là thác đổ nhưng mà thác đổ cuốn thủy đấy, thác đổ xuống xong là gió là nước đẩy đi, như ở cây mọc ở ven hồ ven suối ấy, đổ xuống và nước có cuốn đi. Đó, cái này S8 giá 400.000 chưa bao gồm chậu nhé. Nếu mà các bác ở khu vực miền Bắc thì có thể lấy chậu, chậu này thì chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi đấy, nhưng chủ yếu là vận chuyển tỉnh ấy, thì nhiều khi bọn em xác định là coi như là vỡ cái chậu đó, bởi vì là gửi bưu điện ấy thì cái độ quăng quật nó mạnh nên là rất dễ vỡ chậu. Đây cái này 400.000 đó, một củ thôi, một củ thác đổ. Tiếp theo là cây 300.000 này, cây này 300.000 thôi. Đó, mã số S6. Quay cho các bác nhìn. Ba trăm nghìn. Đó. Này, các bác nhìn này. Đó, hôm nay vườn dọn nên là cũng hơi có thể tiếng ồn, tiếng động nó hơi ồn đấy, nên các bác thông cảm. Đó, quay cho các bác nhìn nhé. Mã số S6, 300.000 các bác ạ. Cái này rộng được có gang tay thôi, khoảng 20 phân thôi. Đấy. Tiếp theo là cây S5 nhé, có giá 300.000 các bác. Cây này nhỏ này, nhỏ nhưng mà cũng khá là rút rít của kịt, chứ không phải là nhỏ kiểu bé, nhỏ kiểu tí hon đâu. Đây là bé hạt tiêu này, nhỏ gọn nhé. Những cái cành mà nó mập như này sắp sửa ra hoa nơi rồi, ngọn nơi đấy. 300.000 các bác.
Cái này thì cao được hơn găng tay của em một chút. Đó. Lấy thêm cái xíu này có chậu này, tương đối đẹp nhá. Cái xíu này thì 1.200.000 là chưa tính chậu các bạn. Cái chậu này phải tầm 300-400 nghìn. Đấy các bác nhìn. Những cây này bên nhà vườn em làm đã nổi củ rất là lâu rồi. Đây, quay vòng đây. Giờ vừa mưa nhiều rồi, thối ngọn này. Cây này chơi bên này đẹp hơn. Vâng. Ngày mai xén cái này đi. Để cho cái cây nó gọn lại, nào cái tán nó quay ngược lại xong mình giờ quay vòng xong bên đây đấy. Cái kia bị lêu nghêu quá rồi nhỉ. Đáng thế nó bớt lêu nghêu. Cây này là chưa xén. À. Đây nha các bác nhé, mặt này này. Đây, đẹp hơn. Đó. Đấy, cây này 1.200.000. Mã số là S3. Nếu mà giữ nguyên được cái trọng này thì đẹp. Các bác nào ở khu vực từ Thanh Hóa đổ trở lên ấy thì chơi mua nguyên cả trọng. Cả trọng thì thôi em để 300.000 đi, là tầm 1.500.000 cả trọng, chưa bao gồm phí ship. Phí ship cái này cũng phải tầm 70-80 đến 100 đấy. Không, chắc nhà vườn quen gửi thì chỉ tầm 50 thôi, xe khách. Cây này nhỏ, không to lắm. Xén đi, các bạn nếu cần thì xén tán đi luôn. Cần vườn em có thể xén hộ cho. Bộ rễ này nó nổi lên trên mặt đất khoảng 5 đến 7 năm rồi nó mới được thế này. Dạ. Rễ là nổi lên 5-7 năm đấy. Đây, những cây bonsai thì thường ở vườn em toàn cây làm lâu rồi. Còn lại những cái cây sứ to thì bắt đầu mới hôm đợt vừa rồi mới nhổ lên và chuyển sang vườn mới, mở thêm vườn. Vì vườn mới thì mới có nhiều nước. À, cho lên một cây, cây này cũng rất là già, này đang có hoa. Hôm trước kia có một cây có hoa tí lên, cây này đang có nụ thôi. Cây này lá rất là nhỏ. À, cỏ nhiều. Cây này là mã số S2, giá S2 giá 1.200.000, trọng nhựa nhé các bác nhé. Đây, hai thân to đây, các cái vết cắt đã liền ra này, đây sẽ rất là già rồi. Nổi lên là 5-7 năm rồi. Đây, hoa nở chùm lên, từng chùm nó đang chuẩn bị ra đây. Đó, đây, hoa này, ngọn này. Khi mà ra hoa thì chắc là lá vàng, nó vàng bớt đi nhỉ chú nhỉ, nó rụng. Do mình cắt nước nó để nó ra hoa. Giờ vừa. Đây, chậu nhựa này thì rất là tiện này, em bác chuyển vào nam cũng rất dễ. Đó. Cái này là 1.200.000 nhé. Đây, quay chậm cho các bác ngắm. Thì có nhiều bác là xem trên TV. Đó, điện thoại nó bé quá thì các bác xem không thoải mái. Em quay trên YouTube này thì các bác có thể xem được trên TV, rất là tiện. Đấy. Đây, tiếp theo là một cây này đang có hoa rồi. Đây là sứ ta nhé, ta thuần chủng luôn. Mã số S4 giá 900.000. Chậu cũng đang là chậu nhựa các bạn. Quay xem chậu nhựa các bác nhìn nhé. Đấy, đang có hoa. Đấy, một ngọn nó nở ra đây, ít nhất là 3-4 bông này. Đây 4 bông này, 5 bông này. Đấy. Cành này thì nó hơi tăm. Các bác xén rửa dịt lại tí và nuôi lại, chăm kỹ một tí để cho nó ra cành to hơn. Cái cành này nó đã tăm rồi nên là cái phần này ra không thể. Đấy được, bắt đầu mình xén lại đây, mình nuôi lại. Sứ này thì rất là khỏe. Các bác có thể để nhiều lúc mình bận, mình đi vắng hay đi công tác ấy, hàng tuần hàng tháng cả năm nó cũng không chết được. Để nó ngoài trời nó chỉ cần dính nước mưa nó sống. Nhưng tất nhiên các bác chơi thì các bác cũng nên tưới thường xuyên. Tưới thường xuyên thì lá nó sẽ tốt, lá tốt xong rồi đến thời kỳ nó ra hoa thì mình ngắt nước đi để cho hoa nó rộ. Đó,
ở những cái nơi mà nắng nhiều quanh năm ấy thì có thể nói xứ ra hoa quanh năm đấy. Và liên tiếp quay xứ nữa. Đây là một cái xứ mà hôm trước đã quay clip uốn bonsai này. Đây. Chậm chậm nữa các bạn nhìn. Đây. Chúng ta uốn là một củ, cái này là mã số S7 giá 400.000. Được kính chậu được gần 20 phân. Cao được khoảng 60 phân cả chậu, tôi chậu đây, chậu nhựa nhé. Chậu này không tính tiền. À, 400.000 các bạn. Quay chậm chậm nữa các bác xem. Đây là 400.000. Còn một cây này nữa thì chưa đánh mã số nên là các bạn nào xem thì ở đây có giá tiền đấy chứ chưa có mã số, thì các bạn nào xem cứ bảo là cây 200.000, có mỗi cây này 200.000 thôi, thì cuối cùng thì có báo là có thể nhà vườn biết được là cây nào. À, cây này hơi dài rồi xém bớt đi, cây này 200.000 không tính cái chậu nhựa nhé, chậu nhựa này chắc là chục 20.000 thôi. À, nếu mà các bác ở gần thì em sẽ tặng cái chậu luôn 200.000 thôi. À, 200.000 có một cây sứ chơi rồi đó. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của cái cảnh chợ Hà. À, rất mong các bác bấm đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.